Xin chào các bạn nha. Các bạn các bạn, trong kênh YouTube của Nhật ký Xà Lan nha. Đây các bạn ơi, hôm nay mình cũng xin tiếp tục các bạn xem những cái video của bạn về những cái sản phẩm đẹp của hôm nay. Bên cầu bên đây là rất nhiều những cái bè cá của dân người ta nuôi nha các bạn. Đây cũng là một chiếc cát ở hướng miền Tây lên đây các bạn. Còn cái cầu các bạn đang thấy xa xa trước đây là cầu, đây là cầu bên kia các bạn. Giờ tối mình đi xuống chợ gạo phân đêm mình ra. Nói là mình không có quay cảnh những cái cảnh xe lan chạy trong chơi gạo để cho các bạn xem. Quay để mình chia sẻ đến cho quý chị và bạn nghe. Chưa biết á, cùng xem cho vui nha. Đây là cái cầu gạch nẻo nha. Bên tay phải của chúng ta có chiếc xe lan mặt bằng đang chở đá ở hướng trên trên Sài Gòn đang về đây các bạn. Những phương tiện xe lan mặt bằng thì chạy tốc độ rất là chậm rãi nha các bạn. Khẩm nè, khẩm thì cái chiếc cầm kéo ra phía sau này đang đẩy đó các bạn, đang ủi á. Những cái chiếc xe lan bon này nổi chưa chở tải á, thì những anh tàu kéo này ra phía trước kéo nha, kéo hai cọng dây đồng thời hai bên. Hiện tại đây thì anh đang ủi nha, các bạn thấy ủi sống là ở phía trước. Đây là chúng ta đang chở hàng nha các bạn, đang chở đá nè. Đá này thì đá bu nha. Đá này cũng là một cái phần nguyên liệu của loại đá để sản xuất làm xi măng đó các bạn. Do hôm nay mình có việc chứ hôm nay mình bị ốm nha các bạn. Hiện giờ cũng chưa hết nên là mình đang nói chuyện với nhà cổ. Xem video nhớ bấm đăng ký kênh để có thể đón xem những video mới nhất của mình up lên, mỗi khi mình up lên nha các bạn. Đây chỗ thành phố Mỹ Tho gần cái cầu Gạch Mỹ ở đây, thì đến đây thì có những chiếc xà lan đa phần là của Tiền Giang nha các bạn. Thì những anh xà lan này thì thường thường là mấy anh chở hàng khô không ạ. Bự có nhỏ có gì đa phần là hai cabin nha. Cabin như nắp hầm của mấy ảnh là nắp hầm sắt hết. Thì mấy ảnh đi gạo đi ba cái chung là đi hàng bao đi hàng khô đó các bạn. Chiếc nào cũng có nắp hầm hết. Đây cái cầu Gạch Mẻo ở đây.
thì ở dưới đường thủy mình quay lên trên cái chân cầu Gạch Miễu này thì nhìn cũng rất là đẹp nha các bạn. Nói chung thì trong quá trình làm video á, có gì sai sót thì mong quý chị và các bạn xem video thông cảm giùm nha. Thì chúng ta là con người mà thì không có ai có thể toàn diện hết nha các bạn. Có một số vấn đề thì như nhiều người biết nhiều không biết nha. Thì nói chung là chúng ta phải góp ý và xây dựng. Người biết chút thì cứ vào comment góp ý để mình rút những kinh nghiệm nha các bạn. Đây hiện tại chúng ta đang đi nước sôi. Sáng ra dầm kỳ hôn đó các bạn. Thì ở ngoài từng chúng ta chạy vào trong dầm kỳ hôn thì 6 giờ sáng thì ra tới ngoài dầm kỳ hôn thì nước đã lớn, lỗ đá gồng nha các bạn. Giờ chúng ta đậu là đợi nước lớn rồi, hiện giờ thì 1 giờ trưa. Lớn nhóm lớn thì chúng ta đang đi về hướng của Sẹo Lách nha. Để chúng ta về Quế An và về Cần Thơ. Đang chạy tới cầu Miễu nè các bạn, đang đi nước xuôi tốc độ cũng rất là lẹ nha. Thì xà lan mình đi tất cả xà lan các bạn. Nhiều gặp những cái khi nước ngược á, chạy không có đi rất là chậm. Thứ hai là rất là hao dầu, trừ khi những cái trường hợp mà mình hàng quá mình gấp rồi kia mình mới có thể gán chạy nước ngược nha. Máy bên đây chạy không nghe tiếng nha các bạn. Thật thôi, nhưng mà đi tốc độ đi cũng dẹp sống chứ giỡn à. Đây các bạn thấy không, không cái đồ à, đi không lắm à. Đây ở dưới chân cầu Gạch Miễu. Tại thì mình đang đứng ở dưới cái lòng cầu nha các bạn. Đây các bạn thấy những cái trụ cầu nối liền nhau một dọc. Mình cũng rất là thú vị nha. Hiện tại thì mình nghe đài báo nó là hình như là bão số 7 đó các bạn. Hiện tại mình đang ở ngoài sông lớn. Thì ở ngoài sông lớn thì mưa lên thì sóng thế này đây các bạn. Mưa này cũng nhỏ đâu nha. Đây các bạn quay sông các bạn nhìn. Đây tầm nhìn xa chắc được 1 km thôi. Thấy mấy trăm mét trước có chiếc xà lan chạy kìa các bạn. Thấy xe mù luôn. Nó được đen thôi chứ không có nhìn ra rõ cái chiếc xà lan luôn nha.